Nam mô Bích Hai giá, dạ con thấy thượng tọa giác đẳng mới trở lại đạo tràng. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập về học ngày hôm nay. Dạ con kính nhân Bích Trinh Sư. Thưa Phật tử, quý vị có nghe được không? Dạ vâng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính đại lễ Phật tử sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những cái ý niệm mà người đi tu thường hay nghĩ đến đó là sự tương quan giữa khổ và lạc. Thì đâu khổ và hạnh phúc? Nhiều người trong chúng ta quan niệm rằng mình đi tu là để tìm sự an lạc. Nhưng ngược lại thì cũng có người đi tu quan niệm rằng mình tu phải khổ. Và sau cái khổ đó thì mình mới đạt được sự an lạc nhất định. Đây không phải là những sự giằng co mới đây. Mà siêu xuất trong dòng lịch sử tôn giáo thì vui và khổ được nói rất là nhiều. Kể cả hình ảnh của Chúa Giêsu rất đau khổ khi bị treo lên trên thánh giá, hay là vô số trường hợp khác. Thì thưa quý vị, ở đây một vị vương tử mặc dù đã quy y còn nhỏ, hồi còn nhỏ đã có cái quan niệm cũng giống như nhiều người Phật tử chúng ta ngày nay, đó là mình phải khổ rồi mình mới hạnh phúc. Và câu chuyện này có cái duyên sự dẫn đầu rất là thú vị. Một điều cũng được ghi ở trong luật tạng, đó là trường hợp vị vương tử này rất là mong mỏi có được con trai và đã thầm phát nguyện điều đó với một cái hành động là trải một tấm vải trắng và nghĩ rằng Đức Phật bước lên trên đó thì mình sẽ được sở cầu như nguyện. Nhưng câu chuyện xảy ra không phải như vậy. Bây giờ mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho bài học ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh thưa đoàn đại sư giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Bài học này thứ vì chúng ta chia hai phần, phần hôm nay và ngày mai. Do hôm nay chúng ta học sáng học phần đầu, xin quý vị hoan hỷ đọc giúp cho. Sa thú, lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai giá. Dạ. Cảm ơn Phong Lan, Hoa Nguyệt và Từ Mẫn đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu và con xin được đọc phần chánh kinh. Bài học 85, Kinh Vương Tử Bồ Đề, Bồ Thí Raja Kumara Sutta 912. Tại sao gọi là Kinh Vương Tử Bồ Đề? Tên kinh lấy theo tên của một vương tử tên Bồ Thí Bồ Đề, nhân vật chính trong bài kinh. Chính là tại ý Kinh Vương Tử Bồ Đề là gì? Vương tử Bồ Thí khánh thành lâu đài của mình với việc cung thỉnh Đức Phật và chư tăng đến cúng dường trọng thể. Trong dịp này, vị hoàng tử đã trình bày ý nghĩa về khổ và lạc theo sự hiểu của mình. Đức Phật nhân đó kể về hành trình tu tập của Ngài, mà qua đó một phần y cứ trên cái nhìn khổ và lạc, nhưng cuối cùng sự giác ngộ dựa trên con đường trung đạo. Một điều khó lãnh hội ngay cả với người có tâm cầu đạo vô thượng. 914. Vương tử Bồ Đề là nhân vật thế nào? Vương tử Bồ Thí là hoàng tử con vua Udena
của nước Kosambi. Vài chi tiết liên quan với vị này được tìm thấy trong Kinh Tạng và Luật Tạng. Sự quy y Tam Bảo của Vương Tử cũng là điều thú vị xảy ra từ thời Đức Thế Tôn tại thế và hôm nay. 915. Viên khởi bài kinh có gì đặc biệt? Theo sớ giải thì Vương Tử Bô Thí mong mỏi có được con trai nên lập lời nguyện là nếu Đức Phật bước lên vải trắng ông đẩy ra đón rước thì sở nguyện sẽ thành tựu. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xá của Vương Tử Bô Thí. Lúc bấy giờ Vương Tử Bô Thí chờ đón Thế Tôn đến, đang đứng ở cửa ngoài. Vương Tử Bô Thí thấy Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy liền tiến đến đón, đảnh lễ đi đầu đến lâu đài Cô Cá Ná Đá. Rồi Thế Tôn đứng sát vào tầm cấp thấp nhất. Vương Tử Bô Thí bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế bước lên trên vải, thiện thệ hãy bước lên trên vải để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. Lần thứ hai, Vương Tử Bô Thí bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, thiện thệ hãy bước lên trên vải để cho an lạc lâu dài. Lần thứ hai, Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba, Vương Tử Bô Thí bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, thiện thệ hãy bước lên trên vải để cho con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Rồi Thế Tôn nhìn Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda thưa với Vương Tử Bô Thí. Thưa Vương Tử, hãy cho cuộn lại tấm vải. Thế Tôn không có bộ trên vải, Như Lai còn nghĩ đến những người thấp kém. Kinh 16, Vương Tử Bô Thí đã nói lên quan điểm gì? Vị này đã nói lên cái nhìn của mình về cảm thọ. Ra đó là quan niệm rất phổ biến tại Ấn Độ và cũng là tinh lý căn bản của đạo. Rồi Vương Tử Bô Thí cho cuộn lại tấm vải, cho sửa soạn các chỗ ngồi tại từng trên lầu. Rồi Thế Tôn bước lên lâu đài Cô Cá Ná Đá và ngồi trên ghế đã soạn sẵn với chúng tỳ kheo. Rồi Vương Tử Bô Thí tự tay mời chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vương Tử Bô Thí khi Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế thấp và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Vương Tử Bô Thí bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sao? Lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do khổ. 917. Đức Phật đã dạy gì về quan điểm của Vương Tử? Đầu tiên, Ngài dạy rằng đó cũng là suy nghĩ chính Ngài khi xuất gia tầm cầu giải thoát. Này Vương Tử, trước khi giác ngộ, thành bậc chánh đẳng giác, khi còn là vị Bồ Tát, ta nghĩ như sao? Lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do khổ. Và ta, này bữa sau một thời gian, khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vào son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì? Trí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ.
ta đến chợ Alara Kalama ở. Khi đến xong liền thưa với Lakara Kalama, hiện giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Này vương tử, được nghe nói vậy, Lara Kala nói với ta, này tôn giả, hãy sống và ăn trú. Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy. Tự tri, tự chứng, tự đạt và ăn trú. Này vương tử, và không bao lâu ta đã thông suốt một cách mau chóng. Và này vương tử, cho đời khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tòa, và ta tự cho rằng ta như kẻ khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này vương tử, ta suy nghĩ như sau: Alara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lầm tin. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Lara Kalama biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú. Này vương tử, rồi ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama, hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này vương tử, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này vương tử, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên bố sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú. Rồi này vương tử, không bao lâu khi tự tri, tự chứng, đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này vương tử, ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama, này hiền giả Kalama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng, hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật khéo lợi ích thay, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả, pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay, hãy đến đây, hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này.
Như vậy, này Vương tử, Á Ca La Ma là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy, ngang hàng với mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Vương tử, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến động diệt, không an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này Vương tử, ta không tôn kính pháp này và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Rồi này Vương tử, ta kẻ đi tìm cái gì? Chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Úc Đá Cá. Ramabutta, khi đến xong ta nói với Uddaka, Ramabutta, hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Được nói vậy, này Vương tử, Uddaka, Ramabutta nói với ta, này tôn giả, hãy sống và pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này Vương tử, ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này Vương tử, cho vấn đề khu môi và vấn đề phát ngôn mà nói. Thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự rằng ta như người khác cũng vậy. Ta biết ấy. Này Vương tử, suy nghĩ như sao? Rama tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết pháp này, rồi mới an trú. Này Vương tử, rồi ta đi đến chỗ Uddaka Ramabutta ở. Sau khi đi đến, ta nói với Uddaka Ramabutta, hiền giả Rama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này Vương tử, được nghe nói vậy, Uddaka Ramabutta tuyên bố về phi tượng xứ. Rồi này Vương tử, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Rama mới có lòng tin. Ta cũng có lòng tin, không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, ta cũng tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Rama tuyên bố. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú. Rồi này Vương tử, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này Vương tử, ta đi đến chỗ Uddaka Ramabutta ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Ramabutta, này hiền giả Rama, có phải hiền giả tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng, hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền
giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả đã biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, là tôi như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này vương tử, Buddhaka Ramabuddha là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này vương tử, rồi ta suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn. Mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Như vậy, này vương tử, ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Này vương tử, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng, tối thượng, an tịnh, đạo lộ, tuần tự, du hành tại nước Magatha, Ma Kiệt Đà, và đến tại tụ lạc Uru, Quê Lá, U Lâu, Tần Loa. Tại đây ta thấy một điểm khả ái, trong một khung rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này vương tử, rồi ta tự nghĩ, thật là một địa điểm khả ái, một khung rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn. Và này vương tử, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ thật là vừa đủ để tinh tấn. Và Đức Bồ Tát đã suy nghĩ về đạo lộ tu tập với ba thí dụ. Nhưng này vương tử, có ba ví dụ khởi lên nơi ta, vi diệu từ trước chưa từng được nghe. Này vương tử, ví như có một khúc cây đậm ướt đầy nhựa sống và đặt trong nước, có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Và này vương tử, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đậm ướt đầy nhựa sống đặt trong nước ấy, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, thì có thể nhen lửa khiến lửa nóng hiện ra được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy, bạch Thế Tôn? Vì cành cây ấy đậm ướt đầy nhựa sống lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này vương tử, những sa môn hay những bà lã môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Này vương tử, đó là ví dụ thứ nhất. Vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta.
Này Vương Tử, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Vương Tử, ví như có một khúc cây đậm ướt đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Vương Tử, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đậm ướt đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đậm ướt đầy nhựa sống, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Vương Tử, những sa môn hay đạo môn sống không xả ly các dục về thân. Những gì đối với các vị ấy thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn, hai bà và la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Này Vương Tử, đó là ví dụ thứ hai. Vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Vương Tử, rồi thí dụ thứ ba. Ví dụ từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Vương Tử, có một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra. Này Vương Tử, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì khúc cây khô không nhựa lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Cũng vậy, này Vương Tử, những tôn giả sa môn hay bà la môn sống xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hôm ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những sa môn tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, và các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Này Vương Tử, đó là ví dụ thứ ba. Vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Nam Mô Bích Tha Giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông đúc thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính dâng mít đến Ngài ạ.
Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng có thấy được cái nít của Ngài Trị Siêu còn trong đạo tràng không? Nhật Quỳnh thấy hình như không còn cái nít của Ngài. Lúc nãy Nhật Quỳnh đọc kinh thì thấy Ngài chạy ra chạy vào. Không biết quý vị có thấy được cái nít của Ngài không? Dạ. Dạ còn hả Quỳnh? Nhật Quỳnh không thấy. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trị Siêu. Dạ sa thú đành thai con kính dâng mít đến Ngài à. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thánh bằng đệ tử Phật. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học bài kinh mới. Đó là bài kinh Áp Phải Giác, bài kinh Bồ Thí Kumara. Vương tử Bồ Đề. Cái vị vương tử này là hoàng tử Úc, con của vua U Đình á. Là một người quy y Tam Bảo lạ nhất mà chúng ta ít có gặp từ trước đến giờ. Cuộc đời của Vương tử Bồ Đề, Vương tử Bồ Thí, đã quy y Tam Bảo thứ ba lần. Một lần là lúc mà hoàng hậu của vua U Đình á, tức là thân mẫu của vương tử Bồ Thí, lúc đang mang thai thì bà có đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và tác bạch cho đứa bé ở trong bụng của bà, dù con trai con gái cũng xin được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi khi Bồ Đề Vương tử chào đời và được 53 tuổi, lúc đó bà Nhũ Mẫu ẵm đứa bé đi đến chùa đảnh lễ Phật và tác bạch rằng: Vương tử Bồ Thí này xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó là lần thứ hai. Và khi lớn lên chính Bồ Thí Vương tử sau khi nghe xong bài kinh này đã
phát nguyện quy tam bảo một lần nữa, như vậy là ba lần. Thực ra đó, thì chúng ta nghĩ rằng vương tử vương tử Bồ Đề nói rằng một người đã ghi tam bảo ba lần mà còn có cái tri kiến, còn có cái quan điểm về lạc thọ, nó phát sinh từ khổ chứ không phải là nó phát sinh từ lạc, đắc chứng được cái từ khổ chứ không phải là từ lạc. Chúng ta không thể nói rằng là Bồ Thí Vương Tử đã quy tam bảo mà còn có cái quan điểm như vậy. Tại sao? Vì rằng khi ở trong bụng mẹ, người mẹ vì có lòng tin nơi tam bảo nên trong lúc hoài thai đã đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin cho thai nhi được quy tam bảo, thì vương tử lúc đó đâu biết gì đâu, ở trong bụng mẹ. Và khi sanh ra, khi còn nhỏ, nhũ mẫu bồng ẩm Bồ Đề Vương Tử đến chùa và xin cho đứa bé quy y tam bảo. Lúc đó Bồ Đề Vương Tử còn quá nhỏ, quá khờ dại, đâu có biết gì đâu, cho nên mang tiếng hai lần quy y. Nhưng mà thực sự đâu phải là một người có cái sự ý thức bản thân hồi y đâu. Và trong trường hợp này đó, ở cái bài kinh Bodhisattva thì mãi sau khi được nghe Đức Thế Tôn ngài giảng pháp Bồ Thí Kumara, nghe xong 18 tháng Đức Phật giáo pháp rồi xin quy y. Lần này thì hoàng tử Bồ Thí mới thật sự tự mình đã hiểu được pháp mới quy y. Thì như vậy cái giai đoạn mà vị hoàng tử này bạch với Đức Thế Tôn, không nghĩ như sao lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc không phải do khổ. Cái suy nghĩ cạn cợt như vậy đó là cái lúc
chưa phải là một người Phật tử đã quy y Tam Bảo một cách chính chắn suy tư, cho nên ở đây cũng không có gì đáng trách. Cũng thiếu gì như người Phật tử chúng ta có những người tự họ đã phát nguyện quy y Tam Bảo rồi, nhưng mà vì không học pháp, không hiểu pháp, họ còn tin cái điều này, tin điều kia, nó trái với pháp và luật của Đức Phật. Cái chuyện đó còn đáng trách hơn là cái chuyện hoàng tử vô thí. Và thưa quý vị, ở đây cũng có một cái tình tiết khác mà trong cái đoạn kinh này không có nhắc tới, bài kinh này không có nhắc tới, nhưng ở trong chú giải có nói. Khi vô thí vương tử xây cất một lâu đài Cô Canada, ở trong cái ngày khánh thành vương tử Bồ Thí đã phái người đi đến thỉnh Đức Phật về để cúng dường cùng với chúng tỳ kheo. Và vương tử Bồ Thí đã trải những cái tấm thảm trắng, tấm vải trắng từ ở cái tầng trệt mà lên đến lầu thượng để Đức Thế Tôn ngự đi, thì vị hoàng tử này với ước nguyện nếu Đức Thế Tôn ngự đi thì nguyện rằng xin cho ta hãy có một đứa con trai. Khi Đức Phật Ngài đi đến dưới chân cầu thang, Ngài hiểu biết được cái suy nghĩ, cái ước nguyện của, cái nguyện vọng của hoàng tử Vô Thí. Ngài xét thấy cái tâm nguyện đó nó không có được thành tựu, cho nên Ngài không có ngự đi lên trên, bước lên trên những tấm vải được trải. Hoàng tử Vô Thí thỉnh cầu Đức Phật ba lần mà Đức Phật Ngài vẫn im lặng, Ngài đứng yên đó. Đức Phật Ngài đưa mắt nhìn Tôn giả Ananda như gợi. Tôn giả Ananda hiểu. Tôn giả Ananda là một vị thị giả rất là bén nhạy về xử sự công việc, rất hiểu ý Đức Thế Tôn. Tôn giả Nhân Đa mới nói với vương tử rằng Đức Thế Tôn không có ngự lên cái tấm vải
trắng được trải là vì Ngài có tâm từ, Ngài có tâm bi mẫn với những người thấp kém. Tôn giả Nanda nói như vậy vì Tôn giả Nanda không có biết được cái câu chuyện và câu chuyện tiền nghiệp của Vô Thí Vương Tử, cho nên Ngài nghĩ rằng là Đức Thế Tôn không ngự lên trên, đi trên những cái tâm thảm trải như vậy vì Ngài có cái tâm bi mẫn với Anukampang Upadaya. Ngài nghĩ đến những người thấp kém có cái tâm bi mẫn. Vì sao vậy? Vì khi mà Ngài bước chân đi như thế, như là một cái vị vua hay là một người quý tộc, một người sang trọng mới đi trên những cái tấm thảm trắng được trải lót đường, thì sau này khi mà Đức Thế Tôn Ngài đi đến đâu thì những người nghèo khổ, những người thấp kém, họ không dám đi đến tiếp kiến Đức Phật bởi vì thân phận của họ không có gì để tiếp trước Đức Phật. Tôn giả Nanda đã suy nghĩ như vậy, cho nên Tôn giả Nanda mới nói với Vương Tử Vô Thí: hãy dẹp những cái tấm thảm đó đi. Đức Thế Tôn Ngài không muốn đi lên trên những cái tấm thảm đó vì Ngài nghĩ đến những người thấp kém. Vì sao? Đó là Tôn giả Nanda nói với Vương Tử Vô Thí. Nhưng kỳ thật thì Vương Tử Vô Thí có cái ước nguyện: nếu ta có một đứa con Sẽ sanh một đứa con thì Đức Thế Tôn ngự đi. Và Đức Thế Tôn lại biết rõ cái tiền nghiệp của Vương Tử Vô Thí do cái ác nghiệp ở quá khứ kéo dài trong suốt nhiều đời nhiều kiếp không có con cái, cho nên Ngài biết cái ước nguyện không thành, Ngài không có bước đi lên trên đó. Thì ở trong chú giải giải thích rằng là trong thời quá khứ, tiền thân của Vương Tử Vô Thí cùng với vợ khi mà đi lạc lên trên một cái hải đảo, trong lúc đi tìm vật thực để ăn, họ bắt chim để họ ăn. Mới đầu thì họ đi săn bắt những con chim trống và chim mái. Sau khi ăn hết rồi thì họ bắt đầu ăn tới chim non, rồi tới trứng chim luôn. Vì ăn cạn tàu rót máng như vậy đó, cho nên quả nghiệp đó mà đời này không có con cái. Thì đó là cái duyên sự của một nhân vật khởi đầu trong cái bài kinh này. Và thưa quý vị, khi Vô Thí Vương Tử cho cuộn lại cái tấm vải trắng mới thỉnh mời Đức Thế Tôn ngự lên
tầng trên lầu cô Cánh Đá Đát, và có sắp soạn những cái chỗ ngồi sẵn dành chúng tỳ kheo. Và chỗ ngồi của Đức Phật, Vương Tử đã tự tay mình cúng dường các cái món ăn thượng vị đến Đức Thế Tôn mà chúng tỳ kheo, xong rồi lấy cái ghế thấp ngồi xuống một bên Đức Phật. Và Vương Tử Vô Thí bạch với Đức Thế Tôn: con nghĩ như sau, lạc được chứng đắc không phải do lạc, mà lạc được chứng đắc do khổ. Đó là cái suy nghĩ của Vương Tử Vô Thí. Thì ở trong dịp này, khi nghe nói như vậy, Đức Thế Tôn Ngài đã thuật lại cái thời gian mà Ngài chưa thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, còn là vị Bồ Tát, là vị Thái tử Sĩ Đạt Ta, từng bỏ hoàn thành, từ bỏ cung Bà Địa Ngục để đi xuất gia. Thì trong cái buổi đầu Ngài cũng có ý nghĩ như vậy. Bởi vì lúc đó Bồ Tát sống ở trong nhung lụa Hạnh Phúc Đế Vương, nhưng mà Bồ Tát Ngài muốn đi tầm cầu cái trí thượng an ổn, thoát khỏi các cái khổ ách già bệnh chết. Ngài mới suy nghĩ như vậy, Ngài mới bỏ hoàng cung để đi xuất gia. Và thoạt đầu thì Ngài đã đi tìm đến tham vấn với đạo sĩ Alara. Và mặc dù đạo sĩ Alara Kalama là vị đã chứng đạt được vô sở xứ và lấy đó như là mục tiêu cứu cánh của mình. Nên khi được đạo sĩ Cồ Đàm đi đến tham vấn về cái nội dung của giáo pháp, thì đạo sĩ Alara Kalama
mới nói đến cái thiền vô sở xứ mà chứng đạt. Và đạo sĩ Gotama đã thực hiện, đã thực hành theo cái lời dạy đó, theo chủ trương đó, thì chẳng đến chốc, nhanh chóng chứng đạt được những gì mà vị thầy mình đã chứng đạt. Nhưng rồi không có thỏa mãn với cái thiền định này, vì Bồ Tát ngài thấy cái này chưa phải là cứu cánh giải thoát. Ngài bỏ đi. Và ngài đi tìm, ngài nói rằng này Bồ Thí Vương Tử, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu vô thượng, tối thắng an tịnh đạo lộ, ta đi đến chỗ của Đức Ca Ramakota. Vị đạo sĩ thứ hai và tham vấn về cái mục đích cứu cánh mà vị ấy tu tập chứng đạt. Thì đạo sĩ Uddaka đã tuyên bố về phi tử, phi tử xứ. Lúc đó Đức Bồ Tát ngài cũng nhanh chóng thực hành tu tập và chứng đạt tới phi tử, phi tử xứ như cái vị thầy của mình. Và Bồ Tát ngài đã nhận thức được cái này cũng chưa phải là con đường giác ngộ, con đường giải thoát. Ngài là người đi tìm cái vị trí thiện, tầm cầu vô thượng, tối thắng, an tịnh đạo lộ. Và ngài suy nghĩ là Bồ Tát chỉ suy nghĩ là giải thoát, chỉ chứng đạt được là do khổ, chứ không phải là lạc giải thoát mà chứng đạt được là do lạc lợi dưỡng. Cho nên ngài mới bỏ đi. Ngài bỏ đi, ngài đến tại Uruvela, tức là Bodhigaya, Uruvela. Tại đây ta thấy một địa điểm khả ái, một khung rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, sông Nirantara. Có làng mạc bao bọc để dễ dàng đi cất thực. Ngài mới nghĩ rằng đây là một địa điểm khả ái, một khung rừng thoải mái, có con sông chảy gần, vân vân. Thật là một chỗ vừa đủ để tinh tấn. Rồi ngài bắt đầu công phu hành đạo. Ngài công phu
Ngày công phu hành đạo Đức Bồ Tát lúc ban đầu thì Ngài đã tuyên bố về cái Ngài thực hành về cái phương pháp khổ hạnh. Ở đây Đức Thế Tôn Ngài mô tả về cái đời sống khổ hạnh. Thì khi mà Ngài thuật lại như thế này, Ngài thuật lại về cái con đường mà Ngài đã đi qua trong lúc còn đạo giải thoát. Ngài cũng đã từng có cái suy nghĩ giống như là Bồ Thí Vương tự đã suy nghĩ vậy. Nhưng mà cuối cùng thì cái phương pháp khổ hạnh đó nó không có giúp cho Ngài thành tựu được quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Cho nên tiếp tục Đức Thế Tôn Ngài đã nói với Vương Tử Bồ Thí, về cái thí dụ, ba cái thí dụ khởi lên cho Ngài. Đó là thí dụ về cái khúc gỗ, Ngài nói rằng có ba thí dụ khởi lên nơi ta, vi diệu từ trước chưa từng được nghe. Thứ nhất, ví như một khúc gỗ đẫm ướt còn chất mũ và đem ngâm ở trong nước, đặt trong nước. Thì với cái khúc gỗ còn tươi mà lại đem ngâm trong nước đó, thì cái khúc gỗ không thể nào mà đốt cháy. Cái thí dụ thứ hai là một cái khúc gỗ mặc dầu đã được vớt lên khỏi nước rồi, được để đến chỗ khô ráo, nhưng mà cái khúc gỗ đó nó vẫn còn ướt, vẫn còn tươi, vẫn còn cái chất mũ, thì cái khúc gỗ này cũng không thể nào đốt cho ra lửa được. Chỉ có cái thí dụ thứ ba, Ngài mới nghĩ rằng chỉ có cái khúc gỗ được vớt khỏi nước, được phơi khô và mất cái chất mũ
khuôn chất mũ rồi, thì cái khúc gỗ đã khô đó mới đốt, đốt cháy được. Cũng như thế, thứ nhất là những vị sa môn bà la môn sống không có xả ly về các dục, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì đối với những vị đó giống như là một cái khúc gỗ còn ướt còn ngâm trong nước vậy đó, thì không thể nào mà chứng được cái tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Còn cái thí dụ thứ hai đó là đối với những vị sa môn và la môn sống mặc dầu không có lợi dưỡng, nhưng mà nội tâm chưa được đoạn trừ khát ái dục vọng, chưa được khéo làm cho nó khô bớt, nhẹ bớt, những vị sa môn đó cũng không thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Chỉ có những vị sa môn và la môn xả ly các dục và đã khéo chế tự được các dục, các dục vọng, dục diệt não, thì những vị sa môn đó mới có chứng được tri kiến vô thượng chánh đại giác. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái đoạn kế tiếp là Đức Thế Tôn giảng cho Bồ Thí Vương Tử nghe về kinh nghiệm bản thân của Ngài trong lúc đi tầm cầu đạo vô thượng giải thoát. Và Ngài đã suy nghĩ đến ba cái thí dụ ở trên: sống lợi dưỡng cũng không giải thoát được, bởi vì sống lợi dưỡng cảm thọ lạc cái kiểu đó, đó thì chỉ làm cho dục nhiệt não nó tăng thịnh, cho nên vì đó không thể chứng đạt được cái quả vị giải thoát. Còn đối với những vị mà họ sống khổ hạnh quá, cái cảm thọ khốc liệt đó nó làm cho chướng ngại cái trí tuệ giải thoát. Bỏ hai cái chướng ngại đó về cảm thọ lạc, cảm thọ khổ đó, thì Ngài mới tìm được cái con đường trung đạo. Ngài tìm được con đường trung đạo sau khi Ngài đã khổ hạnh
cuối cùng hãy từ bỏ cái con đường khổ hạnh, ngày bắt đầu dùng những cái vật thực trở lại để lấy sức, bởi vì ngài đã suy nghĩ thật không dễ gì chứng đạt được lạc thoải với cơ thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Ta hãy ăn thô thực, tức là những vật thực thô, những vật thực bình thường mà chúng ta ăn như là cơm phân phân, gọi là vật thực thô. Nhưng mà lúc đó có năm vị kiều trần như đã đi theo cùng tu với đạo sĩ Gotama, Đức Bồ Tát chúng ta. Và khi mà họ thấy đạo sĩ Gotama từ bỏ khổ hạnh trở lại thọ thực, thì họ cho rằng là ngài đã thối thất tinh tấn, cho nên họ bỏ đi. Và khi mà họ bỏ đi thì ngài còn ở lại một mình. Lúc đó ngài mới tu tập thiền định, chứng đắc, trước hết là chứng đắc thiền. Thứ nhất, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục ly bất thiện pháp, chứng trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tướng. Lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không có chi phối tâm ta. Rồi ngài diệt tầm tướng, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tướng, nội tỉnh nhất tâm. Lạc thọ khởi lên nơi ngài được tồn tại nhưng mà không có chi phối tâm của ngài. Đức Phật ngài đã kể lại, đã kể lại trong cái bài kinh này, nó cũng tương đương với cái bài kinh Mahasachaka. Những đoạn đó Đức Phật ngài đối đến cái giai đoạn mà ngài chứng đắc được thiền định, rồi ngài đắc được túc mạng minh, đắc được sanh tử minh, và cuối cùng là ngài đắc được lậu tận minh, chứng đạt vô thượng chánh đẳng giác. Hôm nay trong cái bài học này, Thượng Tọa Giác Đẳng chia làm hai phần. Cái phần đầu là chỉ nói đến cái duyên khởi về vương tử Bồ Thí. Đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo đến ăn tân gia tòa lậu đài của mình, rồi sau đó
Vương Tử đã trình bày với Đức Phật về ý nghĩ của mình về vấn đề lạc được chứng đắc do khổ chứ không phải do lạc. Và Đức Thế Tôn Ngài đã tự thuật lại bản thân Ngài đã trải qua trong thời gian đi tầm cầu chân lý. Về cái vấn đề từ bỏ khổ hạnh, từ bỏ lợi dưỡng, từ bỏ khổ hạnh và đi con đường trung đạo. Và Ngài nói cho biết về trong cái tư tưởng của Ngài đã suy nghĩ về ba thí dụ về khúc gỗ. Đến đây thì chúng tôi tạm dừng lại. Ngày mai này chúng ta sẽ học tiếp tục cái đoạn 7, đoạn kinh nói về những cái chi phần của vị tỳ kheo tinh tấn. Để có thể chứng đạt được giải thoát, ngày mai đến cái ngày của Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng cái bài kinh ngày mai đó, cái đoạn kinh ngày mai Đại Đức Pháp Tính cũng quan hỷ xem lại để cho rõ chút xíu. Bây giờ xin được dứt lời và xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp cho phần thảo luận ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú kính Thượng Tọa Thực Siêu. Mời Thượng Tọa Thực Siêu xin hỏi Thượng Tọa một câu, rồi sau đó để thỉnh Thượng Tọa đề nghị. Những câu thảo luận còn lại thì sẽ thỉnh Chư Tăng quý ngài có thể giúp giùm. Vậy thì lời tôi xin bằng cái kinh nghiệm của một vị sống ở trong chùa và đi hoằng pháp nhiều năm, Thượng Tọa có nghĩ rằng cái khuynh hướng của chúng sanh đa số là họ thích cái gì nó thái quá hay nó cực đoan, có phải như vậy không? Hình như là trong nhiều trường hợp cái tiếng nói gọi là vừa phải, tiếng nói trung dung á, rất ít được lắng nghe, rất ít được được xu hướng theo, mà đa phần cái xu hướng của quần chúng là cái gì cực đoan, thì đâu có nghĩ như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Anh Đồng Bộ của Thầy nhé. Trước hết thì chúng tôi cũng xin trả lời cái câu đề là đúng vậy, chúng sanh đa phần là có khuynh hướng thiên về cực đoan hơn là chừng mực vừa phải. Cực đoan ở đây tức là thái quá bất cập. Hễ xin thì xin quá đáng, mà hễ bảo ngừng lại thì họ bắt đầu lừa biết, chứ không bao giờ họ đi trung đạo được. Không bao giờ họ đi trung đạo được, không bao giờ họ đi vừa phải được. Họ biết sống chừng mực. Trong đời sống này
có rất nhiều trường hợp xảy ra vậy. Lấy một cái ví dụ, có người họ sống lạnh nhạt, im tĩnh tích, còn có người thì cởi mở như họ quá trớn, cởi mở đến mức độ ồn ào, họ không bao giờ biết giữ cái mức trung dung. Chúng ta mới hỏi thứ hai đó, cái câu này chúng tôi thêm cái phần thứ hai để giải thích là tại sao chúng sanh sống có cái khuynh hướng thiên về cực đoan hơn là biết chừng mực vừa phải. Ở đây thưa quý vị, chúng sanh có cái khuynh hướng thiên về cực đoan đó là do cái phiền não tham ái và tà kiến chi phối. Cho nên nó rơi vào cực đoan này, cực đoan khác. Một là lợi dưỡng, nếu mà từ bỏ lợi dưỡng thì họ khổ hạnh, họ nghĩ rằng chỉ có khổ hạnh thì mới khổ hạnh ép sát thì mới được giải thoát. Cho nên do phiền não chi phối. Còn chúng sanh mà không biết được chừng mực vừa phải, tức là không biết được trung đạo, là bởi vì hiểu được, biết được sự chừng mực vừa phải, tức là phải có trí tuệ. Và chúng sanh thì đa phần là không có trí tuệ, không biết suy tư. Bởi sống cái cực đoan lợi dưỡng hay khổ hạnh đó thì nó dễ khuynh hướng. Một coi là ngã cây mà chúng ta đốn đó, một coi là ngã về phía bên đây, hai là ngã về phía bên kia, chứ nó khó đứng được, nó khó đứng vững được. Thì do đó chúng sanh thường có cái khuynh hướng thiên về cực đoan là tại vì bị cái đó là do phiền não nó chi phối, tham và tà kiến chi phối nhiều. Họ thiên về cực đoan hơn là sống chừng mực, biết vừa phải, biết trung đạo, là bởi vì lối sống trung đạo cái đó nó đòi hỏi phải có trí tuệ cao. Thì đó là cái câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Đặng Quỳnh nêu. Thì chúng tôi sẵn đó, chúng tôi nêu lên luôn cái vế thứ 2.
Như vậy để chúng ta rõ ràng thêm, xin kính thỉnh thượng tọa giới đáng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Thưa quý vị, nhân cái câu thí dụ thượng tọa vị sư, chúng tôi nhớ có một lần xem một cái bài viết về những người hát xiềng, họ có thể để cái chân ghế trên cái mùi lỗ mũi của họ hay trên trán của họ, một chân thôi, nhưng mà giữ cái ghế không có rớt xuống, và họ không lấy tay gì mà chỉ để. Thì ở trong đó họ nói rằng phần đông đó, cái vật gì mà chúng ta không có để bốn chân ba chân, nó hay ngã về bên này bên kia, nhưng mà để có thể cho nó đứng một chỗ thì cần một sự quân bình rất là kỳ diệu. Sự quân bình kỳ diệu làm cho chúng ta thích thú. Thì phải nhận là như lời đời xưa nói là cái cây mà đốn nó khó giữ đứng yên lập mà nó phải ngã về bên đầu đó. Chúng ta nên cẩn thận một điều rằng hầu hết khuynh hướng của chúng ta là cực đoan, khuynh hướng của chúng ta là thiên về cái gì đó, thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Xin chân thượng tọa đời siêu tỉnh thượng tọa đi nghỉ. Thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tư Quyền đang có mặt ở trước máy và nghe rõ, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ. Không biết thượng tọa Tư Quyền có mặt ở trước máy và nghe được không? Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ giúp trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Tân, trong câu chuyện này chúng ta có đọc sớ giải á, thì Vương Tử Bố Lý mất rất muốn có con, và đặc biệt là con trai. Nhưng mà cả hai vợ chồng đều không có con, tại vì ở trong một kiếp quá khứ xa xưa đó, họ đã từng có một thời tạo, cả hai cùng nhau tạo nghiệp sát, bởi vì lạc vào trong hoang đảo và chẳng những mà sát sanh rất là nhiều mà ăn trứng chim rất là nhiều. Do vậy đời này sinh ra cả hai đều mong muốn có con mà không có con được. Chỉ như vậy là có hỏi thường là như vậy mình có con, hay những gia đình mà đông con là có phước hay là không có phước? Xin cái tỉnh là Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Mai Giả, Nam Mô Sư Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thế thường đó thì theo con nghĩ đó thì cái quan điểm của người ngoài đời đó, thì người ta quan niệm là nhiều khi có con mà có cái phước, bởi vì người ta nói cái câu là giống như là mình trữ lúa gạo hay là để phòng khi đói, nhưng mà nuôi con thì nhờ về già. Thì cái suy nghĩ đó thì con nghĩ rằng trong đời thì xã hội thì người ta luôn luôn nghĩ quan niệm là cái những người mà gọi là nấu lửa tông đường, có tức là mình lớn lên lập gia đình rồi có con, rồi khi mà mình về già con nó nuôi, rồi mình chết thì con nó thờ, người ta quan niệm như vậy. Thì ở đây đó thì con nghĩ thì nhìn ở trong cái đời sống, đời thường trong xã hội đấy, thì nhiều khi đó là có những người họ không có con, thì có những cái vất vả nhất định, nhưng mà cũng không phải là họ hoàn toàn là khổ. Rồi có những người đó thì họ có rất là nhiều con, nhưng mà rồi đó là họ cũng không nhờ được đứa nào. Mình thấy ở trong xã hội là như vậy. Cho nên nó nhiều khi rồi nhiều đứa con, ví dụ như là có những đứa con nó đông như vậy, rồi nhiều khi rồi nó cũng nặng qua hẹ lại, rồi nó cũng chẳng đứa nào nuôi cha nuôi mẹ, hay chẳng có lúc quan tâm. Thì ở đây đó nó có những cái điều mà mình thấy ở đây.
Thì nói một điều đó thì nhiều khi là mình có con, nói theo xã hội thì khi có con thì mình mong muốn là nó, ít ra thì khi mà mình lớn tuổi già rồi thì con nó chăm sóc lại với mình, bệnh đau hoặc là hữu hỷ, rồi lúc mà an ủi tuổi già rồi hoặc là chăm sóc nuôi dưỡng, thì cái đó con nghĩ rằng cái đó là cũng là cái hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Bởi vì mình có con, được nhờ con. Nhưng mà nhiều khi có những đứa con thì nó rất là ngỗ nghịch, nó ngỗ nghịch và nó chỉ phá thôi, nó chỉ phá thôi. Nó làm khổ cho cha mẹ, thể xác, tinh thần, tiền bạc của cái vật chất, nhiều thứ. Thì ở đây theo con nghĩ đó, thì qua cái câu chuyện đó, thì như con được biết đó, thì hoàng tử Bưu Thí cũng như là người vợ của mình là trong kiếp quá khứ do lạc vào đảo Quan, rồi thế là ăn chim, ăn trứng chim, các thứ, rồi bị cái nhân quả đó mà khi mà thỉnh Đức Phật đến để mà đi vào trong cung điện trải cái tấm thảm để mà đón Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật biết trước điều đó, Đức Phật không có bước lên trên cái tấm thảm mà biết rằng hoàng tử Bưu Thí cũng như là người vợ của mình là không có con ấy. Cho nên là đây là cái về vấn đề nhân quả. Thì con nghĩ rằng là nếu mà mình nói trong xã hội đó thì mình nói trong cái mức độ tương đối, thì có con thì nuôi con, thì mong con cái về già nó nuôi lại. Nếu mà một đứa con mà nó có hiếu thì con nghĩ rằng cũng là có phước rồi, mà đông con nó có hiếu càng có hơn. Nhưng mà cái trách nhiệm của mình thì lại càng nhiều hơn. Bởi vì cái gì, nếu mà nói về nhân quả, nói về bài học giáo dục, thì con nghĩ rằng về nhân quả, tức là mình có hiếu với cha mẹ thì con nó có hiếu lại với mình như người xưa đã nói. Hay hoặc là còn nếu mà mình nói về nhân quả thì mình do là mình có hiếu với cha mẹ thì cha mẹ con nó có hiếu lại với mình. Rồi hoặc là một bài học giáo dục thì do mình có hiếu với cha mẹ, con nó có hiếu lại với mình. Thì con nghĩ rằng cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào mỗi một cái phước của mỗi người. Còn nếu như mà mình nói rằng một người mà không có con thì thật sự là nó không có sự dướng bận, không có sự dướng bận. Giống như là con nghĩ rằng đời sống xuất gia thì mình không có gia đình, thì mình không có bị dướng bận về gia đình, không có muốn dướng bận về gia đình, tức là không có dướng bận con cái, cháu chắc, anh em gì hết. Mình chỉ chuyên tâm lo tu hành, rồi chuyên tâm lo Phật pháp vậy thôi, chứ mình không có dướng bận. Thì hả, khi mà mình nói rằng khi mà không có con có phước ấy, thì ở đây đó là con nghĩ rằng nhiều khi mình thông dong tự tại, mình chỉ chuyên tâm, giống như trong luật Phật pháp Đức Phật ngài dạy rằng vậy thì kheo phải thích cái đời sống độc cư, rồi mình xung quanh mình thì mình đừng nên nuôi cái những cái con vật gì, bởi vì mình nuôi con vật thì mình phải bận rộn về nó, chăm sóc rồi nuôi dưỡng cho nó ăn rồi này kia, rồi nó có chuyện gì đó thì mình cũng phải nghĩ ngợi tới nó. Và do vậy đó là để cho vậy thì kheo để dành cái thời gian là chuyên tâm lo cái việc tu hành. Thì cũng như vậy, đối với một người có con ở ngoài xã hội thì người ta nghĩ đó là có phước. Nếu mà một đứa con nó có nếu mà đứa con nó có hiếu, có thảo, nó đáp ơn đền nghĩa lại với cha mẹ thì con nghĩ rằng có phước. Đó là nói theo xã hội. Còn nếu mà nói ở đối với một cái người tu á, thì con nghĩ rằng khi mà mình có nghĩa vụ với nó, mình có trách nhiệm với nó thì nó có nghĩa vụ lại với mình. Và đối với một cái người tu thì con nghĩ rằng có khi đó là mình thấy là mình không có bị ràng buộc gì đó, thì chính cái điều đó là cái điều mà để cho mình nhẹ nhàng, để mà mình chuyên tâm lo cái việc tu hành đó. Thí dụ như bây giờ là nói là mình muốn xuất gia, thì trước tiên là mình, nếu mà mình xuất gia bán thế, mình có gia đình, có con, thì mình phải dàn xếp những cái việc đó, vợ con, chồng con, rồi tất cả các thứ, để rồi ổn thỏa thì mình mới có thể yên tâm. Rồi nhiều khi mình tu mà mình còn những cái chuyện đó nó chưa ổn thỏa
thì nó lại là dính bận những cái chuyện khác. Thì con nghĩ rằng ở đây đó là nếu mà mình nói về về nhân quả thì quả thực là hoàng tử vô thí là cái người mà bị cái quả nó không được tốt, do kiếp quá khứ đã lạc vào đạo quan, rồi hai vợ chồng do là sát nhiều đó, cho nên là đời này sinh ra mặc dù có một cái số ước nhất định cho nên được làm hoàng tử nhưng mà lại là không có con. Thì mình thấy như vậy, nhưng mà rõ ràng nếu mà nó đặt trên một cái vai trò của một cái người tu á, thì con nghĩ rằng mình ít ràng buộc chừng nào thì cái đó cũng là cái phước. Ít ràng buộc chừng nào thì mình lại là mình dễ dàng cho một cái việc mà chuyên tâm cho cái việc tu hành hơn. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia ra làm hai cái ý tưởng. Qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con nghĩ rằng tùy theo thuộc vào mỗi cái hoàn cảnh của mỗi người, tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Riêng đối với những người tu hành á, thì rõ ràng là con nghĩ rằng mình càng đừng bị dính mắc chừng nào với cuộc đời này. Nói cho đúng nghĩa thì mình đừng dính mắc cuộc đời nè, trong cuộc đời này thì con nghĩ rằng cái đó là cái phước. Còn đối với ở đời xã hội thì con nghĩ rằng nếu mà có con thì có con nó có hiếu lệ thì rõ ràng là cũng là cái phước của người ta. Chứ nhiều khi có nhiều nhà đó là họ có rất nhiều con nhưng mà họ nó rất là ngỗ nghịch và không nhờ được cái gì hết, không nhờ, nó bất hiếu, nó vô dụng, nó nhiều thứ, rồi nó còn khổ, làm khổ làm cha làm mẹ nè. Nhưng mà có người có nhà thì họ chỉ có một đứa con thôi nhưng mà họ vẫn nhờ được, vẫn có hiếu với cha mẹ. Và có những nhà đó thì họ cũng không có con, vợ chồng họ vẫn nương náu với nhau, sống với nhau tuổi già. Ở gần ở chùa con thì con cũng có thấy có cái nhà như vậy, và họ sống tới 60 tuổi, từ lúc mà còn trẻ cho đến bây giờ là 60 tuổi rồi, họ cũng vợ chồng chỉ nương náu nhau nhưng mà họ vẫn tìm được cái niềm vui của họ. Thì đây là cái suy nghĩ của con, xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Thưa Thượng Tọa, Pháp Tịch, Thượng Tọa Tư Quyền, Di Sư Tư Quyền không có mặt ở trong room Phật. Có lẽ thấy Thượng Tọa Tư Quyền vào rồi, mọi người có lẽ được truyền. Đại Đức Pháp Tính đây, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được thì xin. Đại Đức Pháp Tính thường thường người ta tu á, ta nghĩ mình tu sao chỉ được an lạc là tu. Làm gì cũng muốn được an lạc hết, nhất là chỗ ở, hay ăn uống, hay cuộc sống. Nhưng có những người tu thì lại muốn tìm đến cái gì khổ, càng tham khổ khắc khổ. Như vậy thì mình có nên lấy khổ lạc là một thước đo thì cũng đọc không? Và nếu không á thì mình dùng cái gì để làm chuẩn mực cho sự tu học? Cái thỉnh để được tính. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tùy Quyền, Thượng Tọa Pháp Tăng cùng chư tôn. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Qua câu hỏi Thượng Tọa lên thì theo như chúng con cũng biết, có người người ta thích tu nó phải khổ hạnh, hoặc là tu thì phải có cái gì đó nó khổ khổ, thành ra mới gọi là tu. Chứ nếu mà tu mà an lạc quá thì nó không có giống như cái người mà hành những cái pháp tu. Vậy thì ở đây theo ở trong Phật giáo thì quý vị thấy rằng là đối với cái đời sống tu tập là do cái thứ nhất do các phước báo của con người, thứ hai của con người,
Ví dụ như quý vị thấy rằng phước báo ở đây là như thế nào? Có nghĩa nếu mà chúng ta mà có phước thì cái việc tu của chúng ta nó dễ dàng. Ví dụ như đối với tứ vật dụng, chúng ta có được một cách dễ dàng, là nó không có mình. Có nghĩa là tự nhiên mình đi tu tập thì tăng đến, nó phát sanh đến cái tài sản để mà ủng hộ cái đời sống của mình tu tập đó. Hoặc là có nhiều người, quý vị biết rằng đời sống người ta vô tu tập là nó cứ thiếu trước hụt sau, mà nó hết bị rồi nó hụt cái kia đó. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói lên cái điều này là phước báo là nó chi phối là cái chúng sanh. À, có những chúng sanh thì được cái hoàn cảnh rất là thuận tiện, nhưng mà có những chúng sanh thì cái hoàn cảnh thì rất là khó khăn đó. Rồi cái vấn đề thứ hai nói về trí tuệ, có nghĩa là mình phải quán xét, mình biết rằng đời sống của mình, thí dụ như là cái sự tu tập mình là nó có được đầy đủ là do đời trước mình đã từng tạo phước. Cũng như những cái điều này thật sự không phải là chúng tôi nói theo cái ý của chúng tôi, mà quý vị thấy rằng là có cái vị đó khi mà đi đến hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn khác nhau cái chỗ nào giữa hai vị tỳ kheo, một vị thì có bố thí, một vị thì không có bố thí, thì lúc đó Đức Phật mới giải thích cho cái vị đó nghe là đối với cái vị mà có cái sự mà bố thí đó, thì nếu mà có sanh lên làm chư thiên thì cũng có tài sản hoặc là hào quang nó chói sáng, bảo tòa rộng lớn, rồi cái cung điện nó cũng rộng lớn. Thì còn đối với cái vị mà không có bố thí đó, thì cũng có tu tập, quý vị có tu tập cũng làm đời sống của một vị tỳ kheo. Nhưng mà nếu sanh lên chư thiên thì nó không có sáng chói bằng cái vị mà có bố thí. Hoặc là nếu những người đó mà sanh lại làm người thì một người thì có đầy đủ tài sản, một người thì thiếu thốn về tài sản. Còn nếu mà hai vị đó mà đi xuất gia, cái vị mà có bố thí thì luôn luôn được mờ thỉnh đi dự những cái kê tăng, những cái nói chung là những cái lễ hội. Còn cái vị mà không có bố thí là coi như là ít khi nào được mờ đi. Chỉ có cái chứng đạt đắc là đồng đều nhau cả thải. Có nghĩa là cái vị đó đủ khả năng sẽ đoạn trừ được những cái phiền não, thì vị kia đủ khả năng cũng đoạn trừ được những cái phiền não. Đó. Thì chúng tôi muốn căn cứ vào cái câu chuyện này đó mà chúng tôi muốn nói rằng là cái sự tu tập nó cũng ảnh hưởng về phước báo rất là nhiều. Còn đối với trí tuệ của chúng ta, nó phải can dự vào ở trong cái đời sống hiện tại. Có nghĩa là mình cảm thấy mình an lạc thì mình cứ tu tập. Bây giờ quý vị thấy rằng giả sử như mình được ngồi một cái trú xứ để mà mình hành thiền, thì nếu mà cái trú xứ đó nó thoáng mát rồi vật thực nó thích hợp thì chúng ta cứ thọ nhận một cách đúng pháp, rồi sau đó chúng ta ngồi chúng ta tu tập thôi. Chứ nếu mà chúng ta đòi cái sự khổ cực thì nó cũng không được, cũng cái chuyện đó mình có mong muốn thì nó cũng không được, là tại do phước báo nó trổ vậy. Còn nếu mà đời sống mình mà không có phước mình ở chúng xứ đó nó phiền phức hoài, nó phiền phức hoài, nó hết tiếng ồn này đến tiếng ồn kia, hoặc là nó thiếu thốn này nọ vân vân, rồi lúc đó đó chúng ta muốn sướng không được nữa. Cũng như ở trong gần đây chúng tôi nghe nói có một số người người ta đi cách ly cái bệnh dịch corona này. Đó có nhiều người đi cách ly mà họ đòi phải có ở trong đó, trong chỗ cách ly phải có tủ lạnh, chiều phải được ăn da ua, rồi phải có mạng internet nữa. Thật ra thì chúng tôi nói thật ra có những cái chỗ cách ly nó cũng có đầy đủ đồ quý vị, nhưng mà do cái phước của cái con người, có những người đó người ta có phước thì người ta được cách ly ngay chỗ đó, còn mình ở tỉnh thành thì
cái chỗ cách ly nó, cái tỉnh đó nó không có đủ điều kiện, mà bây giờ mình đòi thì nó đâu có được, là nó đâu có ai mà đáp ứng cho mình được đó. Thành ra đó, lúc đó chúng ta phải có cái sự quán xét do cái phước nghiệp, thành ra nó phân chia có cái sự khác nhau. Thì ở trong cái đời sống tu tập thì cũng vậy, nếu mà chúng ta được cái sự an lạc thì chúng ta cố gắng mà chúng ta tu tập để chi, để mình được cái lạc lớn hơn. Còn nếu mà lỡ mà đời sống của chúng ta mà nó khổ thì chúng ta cũng quán xét, chúng ta biết do đời trước mình thiếu quyết một cái phước gì đó, thành ra bây giờ mình sống trong cái hoàn cảnh nó rất là khổ, nhưng mà mình phải, cũng phải cố gắng mình tu tập. Mà cái trí của mình, mình hướng đến cái sự tu tập để mà nó đạt đến cái sự thanh tịnh về phiền não, chứ không phải là đời sống mình tu tập mà để mà hướng đến cái khổ. Cái khổ mới dễ tu, mình không có hướng đến cái đó, mình chỉ hướng đến làm sao dễ dàng an trú tâm trong đề mục, làm sao dễ dàng để mà an trú tâm trong những cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, thì mình làm sao mà cái tâm mình nó an trú ở trong đó được. Thì cái điều đó mới là cái tông chỉ, cái kim chỉ nam để mà chúng ta tu tập. Còn đối với cái chuyện mà nó khổ thì cái chuyện đó nó không có thành vấn đề, hoặc là nó được lạc thì nó cũng không thành vấn đề, nhưng mà mình phải có cái sự mà lướt tới, có sự tinh tấn tu tập để mà đạt đến cái mục đích của mình. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Thượng Tọa Tự Quyền ơi, Thượng Tọa có mặt trước mắt. Dạ vâng. Thưa Tự Quyền, thỉnh thoảng khi mà chúng ta nghe Đức Phật Ngài kể về cái quãng đời trước khi mà Ngài thành đạo, thì Ngài hay nói rằng khi mà ta chưa giác ngộ còn là Bồ Tát thì như vậy đó. Thì Thượng Tọa Tự Quyền có thể nhân dịp này cho quý Phật tử một cái định nghĩa rõ ràng về chữ Bodhisattva là Bồ Tát. Một chữ Bồ Tát rất là quen ở trong dân gian Việt Nam chúng ta, nhưng mà chữ Bồ Tát ở trong kinh tạng Bali mang ý nghĩa thế nào không? Ở kinh tịnh Thượng Tọa Tự Quyền. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa, để chụp được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Thượng Tọa Chất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đức Pháp Tính Sư Nguyên Thông cùng Sư Tâm Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Quả thật thì nếu mà chúng ta định nghĩa trên một cái tinh thần chữ Bồ Tát từ cái chữ Bodhisattva, có nghĩa là một chúng sinh hiểu biết, một chúng sinh giác giả, một con người hiểu biết, một con người có cái tâm cầu thoát khổ. Nếu nó trên cái tinh thần kinh văn của Nguyên Thủy Bali á, trên cái ý nghĩa mà chúng ta vừa nghe như vậy, nhưng có một cái tinh thần đó là nó phân biệt ra ba hạng Bồ Tát. Thứ nhất là Bồ Tát Toàn Giác, Bồ Tát Độc Giác, Bồ Tát Thinh Văn Giác theo cấp độ tu tập. Mà có thể nói rằng cái chữ Bồ Tát này trong kinh văn được nhắc thì nói đến cái tiền tích của Đức Phật ở bốn sanh bốn sự nó nhiều. Còn chúng ta hiểu trong cái tinh thần cái từ ngữ đó thì như là một chúng sinh giác giả. Cái chữ bô thí tới đây tức là cái sự giác giả, con người hiểu biết. Và cái sát tá đây chúng sinh hiểu biết được cuộc đời nó khổ, cuộc đời nó sinh tử đau khổ. Và cái giác giả đó chính là con người đó tìm ra cái sự đi tìm cầu để thoát khỏi cái sự khổ đau sinh tử. Đó chính là trên cái ý nghĩa của kinh văn mà chúng ta nghe ở trong kinh văn Nguyên Thủy rất là nhiều. Khi nói tới Bồ Tát thì người ta sẽ nói đến tiền tích, tiền sự, bổn sanh, bổn sự mà Đức Phật Ngài khi thuyết giảng cho các thầy tỳ kheo hay là các hàng cư sĩ có những bổn sanh, bổn sự liên quan, Ngài sẽ kể, Ngài sẽ nói. Nhưng ở một người khác
Còn cuộc đời đó thì nói cái chữ Bồ Tát này thì ta nói rộng hơn, ta nói nó bao trùm hơn. Tức là chúng sinh có cái tấm lòng tốt, đó là chúng sinh Bồ Tát. Chúng sinh có tấm lòng hy sinh vì đại thể, cho chung, cho ý nghĩa của đại sự, thì chúng sinh được xem như là Bồ Tát. Và quả thật như vậy, một con người có cái tâm tốt thì con người đó cũng xem như là có đức tính tốt của Bồ Tát. Nhưng nếu mà trên cái thường tình chỉ là một con người có tính tốt không như vậy, có đức tính của Bồ Tát chứ không, chưa chắc người đó là một vị Bồ Tát. Tức là thi ân bất cầu báo, rồi hiểu biết đến cái họ hiểu của nỗi đau khổ của tha nhân, của đồng loại, của chúng sinh, vân vân. Thì cái tính đó là cái tính từ, tính bi, cái tính hiểu thương, cảm thứ người. Họ có nhiều, họ có cái tấm lòng hào sảng, không cần phải tên tuổi, cũng không cần phải điều kiện này, điều kiện nọ. Họ gặp cái điều kiện là họ làm, nhưng họ làm chỉ với cái tâm đại thiện, cái tâm thiện hạnh tốt thôi. Mà chúng ta thấy có một số người, họ không phải là một Phật tử, họ không phải là một người ở một cái tông phái nào của nào cả, hay có cái tín ngưỡng gì mà nó cao cả, nó lớn lao, nhưng họ có cái lòng từ rất là lớn, họ có một cái sự cảm hiểu chia sẻ rất là sâu sắc. Hay có những người dám hy sinh cái lợi của mình để chia sẻ, để cứu giúp cho người khác. Thì cái tính đó là cái tính tốt. Mà cái tính tốt đó nó được tập ở những vị Bồ Tát. Nhiều khi, chúng ta cũng phải nói thêm, nhiều khi á, họ không phải là có một cái tâm tu tâm gì tốt đẹp như chúng ta thấy, phải tu như thế này, phải tu như thế nọ. Nhưng đều có những chúng sinh đó, nhiều khi họ cũng là Bồ Tát đó. Bởi cho nên cái câu nói rằng Bồ Tát á, thì tất cả ai cũng là Bồ Tát hết. Một vị phàm phu chỉ hướng tâm cầu là đã là Bồ Tát rồi. Cho nên cũng nói thêm là có một sự khác biệt là trên kinh điển Đại Thừa đó, thì cho rằng cái hạng Bồ Tát nó rất là cao. Có nghĩa rằng cái hạng Bồ Tát này, cái giác giả họ nó hơn cái vị, ngay cả cái vị Thinh Văn Giác, Phật Thinh Văn Giác. Thì điều này trong kinh điển Nguyên Thủy thì nó khác. Vị Bồ Tát là một người còn phàm, một con người còn phàm, nhưng có nhiều cái tâm tốt, có nhiều cái tâm, có nhiều vị có cái trí tuệ rất là lớn, nhưng vị ấy cũng vẫn là còn phàm. Dầu cho Bồ Tát toàn giác cũng không bằng một vị Phật, không bằng một vị Phật Thinh Văn Giác, tức là một vị đắc chứng A-la-hán để diệt tận, chấm dứt sự khổ đau. Chúng ta nhớ rõ một cái điều đó. Còn cái câu mà đây chính là đúng, cái câu mà nói rằng Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, khi chúng sinh đó đi trên con đường mà cái tính Bồ Tát, để xả ly, để từ bỏ, để cầu đạo giải thoát, vượt qua sông mê bể khổ, thì cái giá trị đó mới là cái giá trị nó mang tính Bồ Tát. Chứ chúng ta thường thường nói rằng Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, cho nên điều đó mỗi con người có Phật tính thì không phải như vậy. Ở trên kinh điển Nguyên Thủy thì không có cái nói đến cái Phật tính này. Phật tính ở trong lòng ta. Tâm là tâm phàm. Cái sự giác ngộ đó không phải là chủng tử giác ngộ, mà đó chính là tu tập để giác ngộ. Chứ không phải có cái gen rồi chắc chắn rằng đùa qua coi như là đẩy lại tiếng tới thối lui gì, cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ thành Phật, không có chuyện đó. Mà phải là pháp và lực này, coi như truyền thống của các bậc thánh, là phải có sự tu tập, phải có cái sự kinh qua, thì đây chính là cái điều mà hết sức quan trọng. Cho nên vì vậy, cái nghĩa thực, cái thuật ngữ mà trong kinh điển Pali, chúng ta phải nhớ rõ chỗ này, cái chữ Bodhisattva là như vậy. Chỉ là một chúng sinh
hữu tình, một chúng sinh hữu tình, nhưng chúng sinh đó có cái tánh giác, có cái tánh giác đây tức là cái tánh để cầu đạo giác ngộ, thực hành ba la mật độ bằng các công đức như là bố thí trì giới, rồi xuất đi tinh, rồi tinh, rồi trí tuệ, rồi tinh tấn, rồi tâm nhẫn, rồi thật, rồi chí nguyện, rồi có cái tâm xá, và thực hành như thế đó thì theo cái thời gian mà họ tôi luyện, họ công, họ coi như họ thực hành các cái pháp độ thì thành tựu. Dạ, thì đây chính là cái điều mà chúng ta nhớ như vậy. Còn cái nghĩa Bồ Tát trên các, như các kinh điển của Đại Thừa thì nó là một cái tính khác rồi. Nó đi xa cái tinh thần nguyên thủy vô cùng và nó đi đảo ngược lại luôn. Cho nên vì vậy chúng ta cũng nên xác định rõ ràng cái chữ Bồ Tát trong kinh điển nguyên thủy chỉ nói tới cái quả. Nếu như bây giờ chúng ta có cái tâm chúng ta muốn chấm dứt thoát khỏi cái sinh tử khổ đau thì chúng ta là một vị Bồ Tát. Còn những ai có cái tâm tốt chỉ là cái đức tính tốt của một vị Bồ Tát có. Dạ. Kính bạch thượng tổ, có điều xin trình bày như vậy. Nếu có đi về cầu một túc thành kính cùng thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Chào thưa quý vị, thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ tiếp tục bài kinh của quý vị tưởng là chúng ta sẽ bắt đầu đọc sang giai đoạn Bồ Tát tác dụng khổ hạnh và ngài đã tìm ra con đường trung đạo như thế nào và ngài truyền dạy con đường trung đạo như thế nào, đó là câu chuyện của ngày mai. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng đảnh lễ như ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thà Giá. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân.